Đây là cách để giúp bạn có được một chiếc dạ dày khỏe mạnh. Vì thời sinh viên là mình rất là hay bị đau dạ dày. Và mình nhận ra một điều rằng đau dạ dày nó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân mà mình đã từng bị đó là mình bị căng thẳng ở trong việc học tập. Thì ngày nay mình biết là rất nhiều những cái bạn mà đang đi làm rồi, thì khi mà có nhiều việc, có những cái áp lực ở trong công việc cũng khiến cho cái dạ dày của mình nó trở nên là hoạt động kém hơn và dẫn đến là cái việc viêm loét dạ dày. Vậy thì mình có những cái lời khuyên nào để dành cho những cái bạn mà hiện tại mà mình dễ bị tái lại những cái việc mà viêm loét dạ dày cũng như là táo tá tràng? Thứ nhất đấy là mình cố gắng để mình có thể được cân bằng giữa công việc cũng như là cuộc sống. Thứ hai nữa là các bạn cần phải ăn uống đúng giờ, bởi vì là mình biết là khi mà các bạn làm tập trung cho công việc thì các bạn muốn là hoàn thành xong công việc đấy mình sẽ ăn, thành ra là mình đang gây cái áp lực lên trên dạ dày của mình, bởi vì là nó bị đảo lộn cái giờ sinh hoạt, dẫn đến là nó đói thì nó lại không được cung cấp thức ăn để nó thực hiện chức năng của dạ dày, đến lúc thì lại ăn bị no quá. Đấy là những cái vấn đề bất cập trong khi mà mình bị OT công việc quá sức. Thì mình muốn là các bạn ăn uống điều độ, đúng giờ, giữ cho một cái tinh thần thoải mái. Và mình cũng nên là ăn những cái đồ ăn mà dễ tiêu. Khi mà mình đã bị viêm loét rồi thì mình nên ăn những cái ăn đồ ăn dễ tiêu để giảm cái áp lực cho dạ dày của mình mọi người nhé. Cái thứ nữa, mình muốn mọi người là hãy sử dụng một cái loại thực phẩm chức năng như là nano curcuminil để mình có thể bảo vệ dạ dày của mình trong suốt cả quá trình, để tránh cái việc tái diễn lại cái việc thường xuyên việc viêm loét dạ dày cũng như là tá tràng. Thì cái việc mà tái diễn lại cái bệnh dạ dày nó rất là dai dẳng, bởi vì nó là cái bộ tiêu hóa và nó phải tiếp xúc với thức ăn hàng ngày, căng thẳng ở trong cái công việc hàng ngày của mình. Vì thế mà nó cần được chăm sóc và nâng niu, thì nano curcuminil chính là cái sản phẩm để giúp cho mình bảo vệ được cái dạ dày của mình. Thì khi mà mình có một cái dạ dày khỏe, có một cái bụng khỏe thì mình ăn uống ngon miệng hơn và mình sẽ làm việc được tốt hơn, chăm sóc con cái và gia đình được tốt hơn. Thì Tâm cũng mong muốn rằng tất cả những người thân bạn bè của mình với những cái cách mà mình vừa chia sẻ sẽ có được một cái chiếc dạ dày khỏe mạnh và không bao giờ còn phải lo lắng về cái việc là hôm nay mình ăn món gì, bởi vì là mình đang giàu dạ dày, mình không cần phải kiêng khem các món cay nóng mà mình vẫn yêu thích nữa. Thì đấy là những cái mà Tâm muốn chia sẻ với mọi người và mong muốn rằng mọi người cũng có một chiếc dạ dày khỏe mạnh như Tâm, mặc dù trước đây thì Tâm rất hay bị đau dạ dày ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và mọi người muốn theo dõi thêm những cái thông tin khác về chăm sóc sức khỏe thì hãy bấm vào đăng ký kênh YouTube này của Tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.